Dạ vâng, thì hôm nay anh tới nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Là do vợ tôi dẫn hai đứa con trong đêm tối dọn nhà ra đi. Dạ vâng, anh trai cho em xin phép được hỏi anh tên là gì và đến từ đâu? Tôi tên là Huỳnh Văn Út Mộc, đến từ An Giang ạ. Dạ, đến từ An Giang ạ. Dạ. Dạ vâng, thì sự việc của vợ anh bỏ đi như thế nào thì em xin mời anh trình bày. Dạ, vợ chồng tôi sống từ năm 2006. Cái này được sống chung với nhau là được hai đứa con. Đến ngày sinh nhật tôi là ngày 20 tháng 11 á. Đêm đó là vợ tôi dẫn mấy đứa con, hai đứa con và tài sản cái xe của tôi đi. Dạ, dạ vâng, cho em xin phép được hỏi vợ anh tên là gì? Vợ tôi tên là Hoàng Thị Son, sinh năm 1983. Quê chị ở đâu anh ha? Huyện cư ngụ ở Đắc Xuyên, Đắc Nhau, Bù Đăng, Bình Phước. Dạ. Dạ vâng, cho em hỏi là anh có biết lý do gì vợ anh dẫn hai con của anh đi không? Tôi không biết à. Là anh mình không biết lý do. Không biết lý do luôn. Anh có biết là vợ anh đi đâu không? Không, không biết, tôi đang tìm. Dạ. Cho em xin phép được hỏi là trước cái thời điểm mà vợ anh bỏ đi thì anh và vợ anh có cãi vã gì không? Không có cãi vã gì hết trơn á. Nhóm đầm ấm bình thường. Dạ. Giỡn nhau bình thường. Dạ. Là anh vẫn chưa biết cái lý do và nguyên nhân. Không biết cái do gì chưa. Anh có biết được là vợ anh đi với ai không? Tôi không có biết, nhưng có chồng sớm tôi thấy là đi với ông, có ông Nguyễn Thành Việt, tôi có quen Nguyễn Thành Việt. Ông dọn phòng người ta thấy. Dạ vâng, cho em xin phép được hỏi là ông Nguyễn Thanh Việt đó là như thế nào ạ? Ông Nguyễn Thanh Việt trước kia vợ chồng tôi đến cư ngụ địa chỉ 17/17/17. Dạ. Là được quen ổng là anh em kết nghĩa, anh em thương nhau lắm, được chia sẻ với nhau, nhậu nhẹt với nhau nữa. Anh có cái gì ạ? Dạ. Anh cứ chia sẻ tiếp đi ạ. Rồi biết cho con tôi là thấy anh buồn và anh bỏ đi nữa, thấy anh buồn. Tôi cho con tôi là con nuôi của anh. Tới luôn gia đình tôi chơi. Yeah. Rồi không ngờ là anh tính toán sao đó. Rồi đêm đó người ta thấy là anh dọn đồ tôi, vợ tôi dọn đồ và con mới đi. Là anh nghe người ta nói là vợ của anh đi theo anh ấy đúng không ạ? Dạ, nghi vậy thôi. Nghi, là tức là anh từng nghi thôi đúng không ạ? Từng nghi thôi chứ chưa có bắt chứ. Là anh đã bắt gặp được lần nào chưa? Có, cháu bắt gặp một lần rồi nhưng mà nó không có chụp hình nguyên viên lại được. À, có bắt gặp được vợ anh đi với anh ấy đúng không ạ? Có bắt gặp được ở trong nhà. Trong nhà làm cái gì ạ? Ôm với nhau trong nhà. Là vợ của anh? Ừ. Với lại cái người anh kích nghĩa của anh? Ừ. Là ôm nhau trong nhà? Ôm nhau trong nhà. Là cháu của anh bắt gặp hay anh? Cháu của anh bắt gặp, cháu của tôi bắt gặp. Dạ. Cháu ruột đó. Là bắt gặp như thế nào anh? Bắt gặp hai người ôm nhau nhưng mà không có chụp hình quay phim lại. Dạ. Lúc đó tôi đi làm về tôi nghe nói lại thôi. Nhưng tôi thấy vậy tôi cũng bỏ qua. Tin tưởng anh em tôi bỏ qua, tôi có làm lớn chuyện. Sau lần đấy thì anh có nghe nói gì không? Và dạ. Có bắt gặp gì nữa không? Sau lần đó thì tôi không có bắt gặp gì nữa. Vẫn là không nghe nói gì đúng không? À, còn con của tôi đang học mà nó rút học bạ trước một tháng đi luôn đó. Rút học bạ trước một tháng? Tính trước gì đó. Dạ. À, anh trai cho em xin phép được hỏi ha. Dạ. Thì trong quá trình cái thời gian mà trước khi vợ anh bỏ đi á, thì vợ chồng anh có gần gũi với nhau không? Trước khi đi vợ chồng tôi không có gần gũi với nhau. Tôi gần vợ thì vợ không cho. Được quá. Sao lại gần vợ lại vợ anh lại không cho? Vợ vậy. Anh có biết lý do tại sao không? Không, tôi biết lý do gì. Tức là tình cảm của anh chị đã lạnh nhạt hay sao ạ? Không có, cũng bình thường thôi. Có con cái cũng bình thường thôi. Tôi không có đánh vợ con đi chân, cũng thương như bình thường rồi đó. Dạ. Dạ. Mấy anh có xuống chỗ tôi với anh điều tra lì ra ngay trường sớm ra điều biết cho. Dạ. Anh trai cho em xin phép được hỏi nữa ha. Tức là trong cái quá trình cái suốt thời gian mà vợ chồng chúng sống với nhau á, là có bao giờ gây lộn không? Không, không có gây lộn gì chứ. Anh có bao giờ đánh vợ anh không? Không luôn, không bao giờ đánh luôn. Có tiếng nặng tiếng nhẹ gì với chị không? Không luôn. Chị có tiếng nặng tiếng nhẹ gì với anh không? Có, nhưng mà tôi thấy thương vợ tôi bỏ qua chứ. Dạ. Cái thời gian mà gần nhất trước khi vợ anh bỏ đi, tạm anh như anh đã từng nói là tạm nghi là vợ anh đi theo với nhân tình. Yeah. Thì trong cái khoảng thời gian đấy vợ của anh có dấu hiệu gì bất thường không? Trong thời gian đó vợ tôi không có gần nhau,
và nó cũng không có bệnh, không có chuyện bất thường cho nó, đã tính trước cho rồi. Đó, cái xe trước khi nhà đi á là nó nói là đi sơn xe. Đi sơn xe. Rồi xe đó. Gì anh trai có thể nói đi ạ? Đi sơn xe xong là tối là nó đi đó. Sơn yeah. xe. Còn tiền của tôi thì dự định hay chồng tính về quê làm nhà đó, tôi đang giữ 441. Dạ. Tính về quê làm nhà, cũng nói kêu về quê làm nhà. Yeah. Rồi tôi rút ra, tôi lấy 100 về quê tôi đổ khác thành nhà. Còn lại tôi giao cho nó hết, nó đang giữ 120, gom lại cho chồng, tính đưa lại cho vợ chồng gom chung lại đó, là giao cho nó giữ luôn. Tổng cộng cũng là 400 mấy, 500 gì đó. Rồi vẫn, rồi đêm đó nó đi, rồi chồng trước khi đi là cũng mua bánh tráng nướng rồi đó. Giờ ăn chung với nhà vui vẻ đàng hoàng. Rồi đó, như làm cho mình tin tưởng vậy đó, không có nghi ngờ vậy đó. Là anh trai vừa nói số tiền đấy là chị lấy đi hay sao anh trai ha? Chị lấy đi. Tức là vợ của anh. Dạ. Trước khi đi là vợ của anh mang theo những gì thì anh trai cứ chia sẻ đi ạ. Trước khi đi vợ đem hai đứa con đi. Dạ. Cái chiếc XH67K1 biển số là 71558. Dạ. Với số tiền khoảng 400 mấy chục triệu đó. 400 mấy chục triệu. Dạ. Là trước khi đi là vợ anh có đem theo một chiếc xe SH. Chưa hết nữa. Và số tiền là 400 mấy chục triệu. Dạ, tính dự định là sang năm là hai chồng về quê là xây nhà sống quê đó. Mà vợ tôi đã tính trước tôi tính nữa. Dạ. Là đến tận giờ phút này. Dạ. Thì anh có dám chắc khẳng định rằng là vợ anh đi theo nhân tình người đó là người anh em kích nghĩa của anh không? Chắc tôi nghĩ là vậy. Anh nghi thôi chứ anh đâu có phải chắc đâu hả? Là chỉ nghi ngờ thôi đúng không ạ? Dạ. Và anh trai cho em xin phép được hỏi cái người mà anh kết nghĩa đó là anh đã quen bao lâu rồi? Người đó tôi quen đúng 2-3 năm rồi. Quen trước khi tôi dịch tới nữa. Dạ, là có thường xuyên về nhà anh ăn chơi nhậu nhẹt thì không? Có thường xuyên về nhà nhậu nhẹt và qua lại với gia đình tôi đó. Có bao giờ ngủ lại qua đêm ở nhà anh không? Không có. Rồi tôi hôm nay tôi đi làm không mà có ngủ hay không thì tôi không biết. Ủa sao lại kỳ đấy? Tôi làm ăn đêm, có khi làm ăn đêm nữa. Là anh làm ăn đêm, tức là anh trai của anh kết nghĩa của anh có bao giờ tới nhà khi anh vắng nhà không? Có. Có luôn ạ? Có nữa. Sao mà anh biết được anh kết nghĩa của anh tới nhà? Nhiều khi tôi nhờ giả giữ con giùm đó. À, giữ con trai của anh hay là giữ sao? Giữ con nhỏ nhỏ đó. Dạ. Nhờ anh... giữ giùm á, đôi khi nhờ giữ giùm á. Dạ, là anh được mấy cháu rồi? Được hai thằng con, thằng 9 tuổi đang học lớp 4, thằng gần 3 tuổi. Dạ. 27 tháng 12 tới là được 3 tuổi. Dạ, là cái người anh kích nghĩa đấy là cũng thường xuyên đến nhà mình. Thường xuyên đến nhà. Và anh trong cái thời gian mà anh đi làm ca tối, gọi là ca đêm ạ. Ca đêm á. Thì anh cũng có nhờ đúng không ạ? Nhờ anh kích nghĩa đấy giữ bé hay sao? Nhờ rất dễ giữ bé giùm. Ủa, chứ vợ anh đâu không giữ, sao lại phải nhờ anh kích nghĩa giữ? Tại vì vợ đi đưa thằng con đi học hoặc đi khám bệnh rồi đó. Đưa thằng lớn đi đó. Rồi để nhỏ lại cũng giữ giùm. Thì cái trường hợp mà anh nhờ giữ giùm nó nhiều không? Nhiều lắm. Rất nhiều đúng không? Dạ, đúng. Có bà lại ảnh đôi khi ảnh cho vợ con đưa tiền nữa, mua đồ ăn nữa. Cho tiền mua đồ ăn. Dạ. Anh có thấy cái dấu hiệu của cái người anh em kích nghĩa của anh đấy quan tâm đến vợ anh gì không? Tôi thấy là đưa tiền cho tiền đó, quan tâm là mua gà, mua vịt rồi cho ăn nữa. À, chỉ nấu mua đồ chè, ăn thôi đúng không ạ? Nấu này, nấu bánh này, bánh kia đem cho ăn nữa. Là đem cho vợ anh, là cho gia đình nhà mình ăn á. Mình ăn. Còn mỗi lần anh gọi là gọi toàn là số vợ tôi không. À, không tôi... gọi cho anh mà lại gọi cho vợ anh. Tôi có số mà anh không gọi, gọi vợ tôi không à. Có lần là tôi ghi âm á. Tôi bắt máy, tôi nghe ghi âm lại. Tôi nhớ là vợ tôi nói là nó ngủ rồi, nó ăn cơm, nó ngủ rồi. Cái ông anh nó nói là giấu nó, đừng cho nó biết, đừng cho nó hay. Mà lúc đó mình nóng lắm nha. Nhưng sau lại mình gặp vợ mình, giống đó cái mình xìu xuống, mình bỏ qua luôn. Dạ. Là cái đoạn ghi âm đấy anh còn không? Không, vợ bên vợ lấy rồi cũng chắc cái xóa rồi. Dạ. Là anh có thường xuyên bắt được là cái người anh kích nghĩa nó gọi điện cho vợ anh không? Không, không thấy. Tại vì tôi đi làm không mà ở nhà không có thời gian đấy. Thì qua câu chuyện vừa rồi của anh chia sẻ thì đến tận bây giờ thì
Vợ vợ tôi đi rồi, tôi có tìm mà gọi điện ông anh đó tôi không bắt máy. Vợ không bắt máy, chỉ nó nhắn tin là nó chửi thôi. À. Có lưu trong máy nè. Là vợ anh nhắn tin chửi anh. Dạ à. Chửi anh như thế nào, nội dung tin nhắn như thế nào anh trai? Không anh không nhớ hả? Anh không nhớ hả? Dạ, chửi thằng chó mày chết đi. Tao tao theo trai rồi, xuống cái lòng của tao. Kiểu đó là vợ anh nói như vậy luôn à? Vợ nhắn tin gì luôn, trong đây này em đọc, em đưa em đọc. Dạ. Là mày... vợ anh nhắn những cái tin nhắn đấy với anh. Rồi. Dạ. Ủa nhưng mà trước khi cái thời gian mà chị bỏ đi là hai vợ chồng anh đâu có không có gây lộn gì chưa? Nhưng mà anh có chắc chắn rằng cái tin nhắn đấy là của vợ anh nhắn hay là của một người đàn ông khác lấy với máy vợ anh nhắn không? Cái đó là tôi không xác định được, nhưng mà cái điện thoại của vợ tôi nhắn lại là cái số của điện thoại của vợ tôi là nhắn qua tin nhắn điện thoại đúng không ạ? Dạ. Chứ không phải là Zalo hay Messenger. Không, nhắn qua điện thoại. Dạ. Vợ đi mới mua điện thoại mới này thôi, còn xưa là xài của Bắc không à. Dạ. Là anh trai cho em hỏi ha, thì trong quá trình mà từ cái ngày mà chị cùng hai con của anh đi á, thì anh có liên lạc được cuộc gọi nào không hay là chỉ nhắn tin qua để nói chuyện qua lại thôi? Có liên lạc được hai cuộc nhưng mà nó gọi lại không à. Gọi lại thì cái nội dung cuộc gọi đó như thế nào? Gọi nó nói mình không duyên không nợ thì chia tay đi. Nếu mà nói như vậy á thì nói thẳng mặt đi rồi đi, nó phải vui vẻ hơn không? Phải đồng ý ngày lén lút đi rồi mới nói. Đó là tôi không chấp nhận được. Có gì nói thẳng với nhau, vợ chồng sống chung mười mấy năm rồi cứ nói thẳng nhau đi. Rồi đi, tôi không có chấp nhận, tôi chỉ đồng ý. Con này tự nhiên lén lút nửa đêm nữa hôm dọn con, dọn đồ, dọn tài sản đi hết, sao tôi đồng ý được? Là anh trai nói lại một lần nữa chi tiết là vợ, khi vợ anh đi mang theo những gì? Cái vợ tôi và đi giá trị bao nhiêu? Vợ tôi đi mang theo hai đứa con và chiếc CSH số 67K171558 với cái số tiền là 450 triệu. Cái số tiền đấy là của hai vợ chồng chung đúng không ạ? Của hai chồng chung làm chung. Là cái tiền đấy là anh đi làm cực đó khổ. Do tôi đi làm mà vợ ở nhà nuôi con mười mấy năm nay thôi. À, tức là vợ anh ở nhà nuôi con. Dạ, vợ ở nhà nuôi con. Còn mà. Một mình anh đi làm. Mình đi làm. Tích góp được hơn 400 triệu. Hơn 400 triệu. Để mà về quê để mà mình xây nhà. Xây nhà ở lo cho con đó. Thì cuối cùng bỗng chốc thì một cái chuyện rất là bất ngờ. Bất ngờ với tôi. Xảy ra đó là vợ anh. Dạ. Lấy số tiền cùng với chiếc xe và ẩm hai đứa con đi để lại anh. Là thì anh cái tâm nguyện của anh hiện tại ngay lúc này thì anh có điều gì muốn nói gửi tới vợ của anh không? Tâm nguyện tôi là muốn lấy lại số tiền nữa để sau này lo cho hai thằng con thôi. Còn gì nữa anh cứ nói đi. Muốn tính lại số tiền nó hay lo hai con thôi. Nếu mà em nuôi con giao tôi nuôi con không được thì giao cho tôi nuôi luôn. Rồi số tiền nó muốn chia hai gì cũng được. Anh còn tình cảm với vợ anh không? Bây giờ là tôi không còn tình cảm gì hết. Là anh hết thương vợ anh rồi đúng không? Không còn thương nữa. Và khi mà anh mà biết được là cái người anh em cách nghĩa gọi là cái người bạn thân, gọi là cái người huynh đệ đi, huynh đệ thân tình mà đã dẫn vợ anh đi như vậy, thì bản thân anh nghĩ gì về cái người anh em này? Tôi thấy ông này quá xấu rồi, không phải là con người nữa. Mình nghĩ anh đó là anh ruột kết nghĩa, mình xem anh như là anh ruột, tâm sự với anh luôn. Nhưng mà anh lại chơi xấu với mình như vậy. Gọi là chơi với bạn. Chơi với bạn, đấy giờ cướp vợ bạn luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà anh chỉ là nghi thôi đúng không ạ? Nghi thôi. Nghi thôi, nhưng mà anh chưa chắc chắn được như vậy. Đúng rồi. Đến giờ phút này anh vẫn chưa chắc chắn là cái người bạn của anh, huynh đệ của anh dẫn vợ anh đi. Dạ đúng rồi. Tại sao anh lại chưa chắc chắn? Tại vì tôi chưa bắt được tận mặt tận tay, với lại tôi chưa biết vợ tôi có ở sống chung với ông ấy hay không. Nhưng mà trong cái tin nhắn vừa rồi anh có nói là vợ anh nhắn cho anh nói là vợ đã theo trai. Đã theo trai thì cho tiền trai anh hết rồi. À, cho tiền trai anh hết rồi. Yeah. Mà đến giờ phút này anh vẫn chưa chắc chắn được đó là cái người anh em đã dẫn vợ anh đi đúng không ạ? Đúng rồi. Và anh chỉ nghe cháu của anh nói, nghe cháu nói và nghe cháu là với bà con xung quanh người ta thấy thôi. Yeah. Bây giờ vợ đi người ta mới nói lại, lúc ở là giờ người ta không nói. Yeah. Vợ tôi lén lúc qua lại ổng hoài mà người ta thấy người ta không dám nói. Yeah. Nó cái đó là danh dự của người ta không dám nói. Yeah. Bây giờ đi rồi người ta mới khui ra mọi người chuyện như đó cho mình như đó. Yeah. Đến tận bây giờ thì bản thân anh có điều gì muốn nhắn gửi tới cái người huynh đệ của anh không? Nói quãng đời còn lại anh hãy sống tốt đi, đừng có đi hại đời
hại hạnh phúc của người khác nữa, và lớn lên đừng có dạy con tôi đi cướp vợ của người ta nữa. À, anh trai ơi, thì trong cái thời gian mà vợ anh bỏ đi thì anh có liên lạc được với vợ cũng như là với bạn của anh không? Tôi có liên lạc với ảnh mấy lần, ảnh nói là ảnh có nói với tôi là ví dụ như tôi hỏi thăm ảnh thì tin vợ tôi, ảnh nói ảnh không biết, sau đó ảnh mới nói là một câu là ví dụ thôi nha, ví dụ vợ con em đi về sống với anh thì em tính sao. À, tức là cái người đấy nói là ví dụ. Ví dụ vậy đó. Tức là nói với anh đúng không ạ? Đúng rồi. Vợ con của anh đi về với người đấy thì anh tính sao đúng không ạ? Đúng rồi. Tôi mới nói là chờ vợ tôi về, tôi nói với vợ tôi, tôi trả lời vậy đó. Rồi từ đó đây anh tôi gọi là anh cúp máy luôn, anh không có bắt máy nữa. Là không bắt máy không? Cúp máy luôn, không bắt máy luôn. Thì theo câu chuyện anh vừa chia sẻ ấy, thì không phải còn là nghi ngờ nữa đâu anh ạ, mà chắc chắn luôn rồi. Cái người anh em của anh ấy là dẫn vợ anh đi ấy. Tại vì sao? Tại vì có quá trời sự trùng hợp. Cái điều thứ nhất em phân tích ở đây là như anh đã chia sẻ, rất nhiều người thấy vợ anh đến đối cùng với lại cái người anh em kết nghĩa của anh. Dạ đúng rồi. Như anh nói đúng không ạ? Và cái thứ hai là cháu ruột của anh đã bắt được gặp vợ anh lén lút ôm nhau gì trong phòng đúng không ạ? Đúng rồi. Và cái thứ ba là như anh vừa nói, đó là câu khẳng định lại cái câu mà điện thoại ấy, tức là cái người anh em của anh nói là tôi xin địa chỉ ảnh thì ảnh không cho. Anh nói lúc ảnh ở Thới Lai Cần Thơ, lúc là ảnh nói Trà Vinh, nhưng mà giấy chứng minh của ảnh thì ở Vĩnh Long đó. Ảnh có anh trai là ở nuôi heo ở Đồng Nai. Mấy bữa trước có người ta kêu ảnh lại dọn nhà đó, người ta điện ảnh chỉ 20 phút thôi là ảnh tới. Tôi nghi là ảnh còn ở Đồng Nai, tôi nghi ảnh còn ở gần đây thôi. Tại vì từ khi điện tới khi ảnh tới là chỉ có 20 phút thôi. 20 phút? Nếu là ở Trà Vinh, Vĩnh Long á thì lên đây đâu phải 20 phút đâu. Còn nếu như em, bản thân em suy nghĩ ha, nếu mà một người mà anh em mà chơi với nhau á, đúng tình, đúng nghĩa và đúng chất huynh đệ ấy, thì không có ai làm cái điều đấy hết. Nếu anh giúp tôi là anh cho tôi mượn tiền đi, tôi đưa lo vợ tôi, lo con tôi, đó là tình nghĩa. Còn này anh nói giúp mà anh dẫn hết chơi cho con tôi đi thì sao? Ủa là giúp là sao ạ? Là dẫn đi. Ủa, nhưng mà anh ấy có hứa là giúp anh mượn tiền bạc gì hả? Hay là sao? Không nói. Ý là anh đang nói giả sử đúng không? Nói giả sử thôi. Nếu mà một cái người mà huynh đệ ấy, nếu mà khi mà người anh em của mình vắng nhà thì những cái chuyện như là vợ con người khác ở nhà thì mình cũng không liên quan. Tại vì qua thì nhiều cái gọi là nhạy cảm. Tự dưng cái ví dụ mình qua nhà anh em mình chơi thân mà anh em mình không có nhà, có vợ con mình ở nhà mà mình ở đấy thì nói chung là rất là nhạy cảm. Đúng không ạ? Thì như bản thân anh á, như bản thân anh đến tận giờ phút bây giờ á, là anh mong muốn cái điều gì nhất? Anh nói lại một lần nữa. Tôi mong muốn là tôi lấy lại số tiền rồi tài sản đó để dành cho vợ con tôi, cho con tôi. Cái thứ hai, nếu mà vợ tôi nuôi con không được thì để cho tôi nuôi. Là anh vẫn chấp nhận là cho con yêu theo vợ anh. Chấp nhận cho con theo vợ, mà nếu mà nuôi không nổi thì đưa tôi nuôi. Em đang nghĩ rằng là bản thân anh rất là đau. Rất là đau khổ bởi vì một cái người vợ, một cái người bạn tình. Mình tin tưởng giao toàn bộ tài sản cho con. Sống mười mấy năm nay, 16 năm. 16 năm trời chung sống với nhau. Hai chồng trước chung là năm 2006. Tới nay là 16 năm. Con lớn 7 năm mới có con. 7 năm mới có con. Nó đau bệnh hoài á, mình làm lo trị bệnh cho vợ con. Nó khỏe mạnh mới đẻ thằng thứ hai là, nay là 9 tuổi rồi. Rồi ba năm sau mới đẻ thằng nhỏ nữa. Tính ra tới bây giờ cũng là 16 năm rồi. 16 năm trời. 16 năm trời chung sống với nhau. Mà nhà vợ chồng nó rất là sâu đậm anh ạ. 16 năm trời tôi chỉ lo cho vợ là ở nhà nấu cơm lo con thôi. Mình tôi đi làm thôi. Dạ anh trai, cho em xin phép được hỏi một số quyền riêng tư ha. Anh trai làm công việc gì? Tôi làm công ty do muốn nghỉ dung viên của công ty chức Linh Trung á. Dạ, thu nhập một tháng thì anh trai được khoảng bao nhiêu ha? Thu nhập tháng là nó không có nhất trí, nhưng mà tùy theo mỗi tháng tăng ca là 10 triệu, 12 triệu, 15 triệu.
có tháng 20 triệu cũng có. Nhưng thời gian này giờ 4 giờ không mà tôi cũng được 8-9 triệu. Cái mức thu nhập của mình cao nhất là 15 triệu đúng không ạ? Đúng là mà mình về mình lo cho vợ con. Vợ thứ nhất là vợ của anh là ở nhà chăm con, con cái là đi học. Là mình vẫn còn dư ra được một số ha. Nếu như số mà vợ con nó bệnh đó, ví dụ trong tháng nào có vợ con bệnh đó, thì nó cũng hết chi tiêu hết. Là cái 16 năm trời đấy là mình dư được 400 triệu đúng không? 16 năm trời dư được 400 triệu đó. 400 triệu. Dư được xe thắt nữa đó là dư đó. Thì như anh đã chia sẻ, tức là vợ chồng anh cái thời gian trước khi vợ anh bỏ đi thì vợ chồng anh không có gần gũi, gọi là chăn gối với nhau. Không có gần gũi chăn gối và đụng nó cho, gần nó cho. Tức là anh đụng tới người chị cũng không cho. Cũng không cho nữa. Vợ chồng không thân mật bao lâu rồi, khoảng bao lâu rồi? Cũng lâu rồi, cũng theo nghĩ là cũng gần 1 năm 2 năm nữa. Gần 1 năm 2 năm? Tại vì tôi... Khoan, anh từ cho em hỏi, tức là gần 1 năm 2 năm anh không được đụng đến người vợ anh. Ui. Tại vì tôi bị bệnh viêm gan B đó, bệnh nó lây đó. Tôi sợ lây vợ lây con tôi không gần. Nhưng mà sờ mó cũng không được nữa. Là cũng không cho. Không cho luôn. Chị không cho ha. Nếu quan hệ bệnh đó có quan hệ nó lây thì tôi đồng ý. Còn mà sờ mó vợ chồng mà không bằng nhau thì không được. Nó tức là nếu mà vợ chồng mà không cái tình cảm đấy không được gần gũi thì nó cũng sẽ nha. Tôi cũng nghi ngờ lắm nhưng mà thôi tôi nghĩ mình bệnh đi mình thương nhận con sẵn lây nó thôi mình mới không nói rồi tới. Anh có nghĩ một điều rằng trong cái thời gian mà anh không gần gũi với vợ anh thì vợ anh lại gần gũi với người khác không, có nghi ngờ không? Không có nghi ngờ gì đó, mình tin vợ mình mà. Tại vì vợ tôi là người Bắc, tôi là người Nam. Người ta nói người Bắc chung thủy đó, tôi mới là anh ơi, nói chung người Bắc hay người Nam hay là người ở đất nước Việt Nam này thì cũng đều là chung thủy. Tôi nói là... cũng phải có người này người kia anh ạ. Mình không phân biệt vùng miền được. Tôi tin người Bắc nhiều hơn, đó tôi chọn người Bắc làm vợ tôi mà bây giờ hoàn cảnh tôi như vậy. Thì câu chuyện của anh thật sự rất là buồn. Thật sự là một cái người mà bạn tình mà anh tin tưởng, gọi là cái người bạn đời. Tôi tin tưởng vợ tôi như thương vợ con tôi như là không ai thương bằng luôn, hỏi trầm sớm chứ biết liền. Cái thời gian mà anh đi làm bao mấy tiếng một ngày? Tôi làm suốt luôn, ví dụ thời gian trước tăng ca là 7 giờ tối là tới 7 giờ sáng tôi mới về. Còn bắt cả ngày là 7 giờ sáng đến 8 giờ tối tôi mới về. Về mệt ngủ giặt vũ rồi tôi nghỉ ngơi. Còn vợ anh vợ ở nhà là chỉ có cơm nước với chỉ cơm đó. Nước thôi mà chén sáng tới chiều không rửa nữa. Ủa sao kìa? Tôi về tôi rửa xong dân mồng cho mấy vợ con ngủ rồi tôi mới đi ngủ nguyên. Ủa chứ vợ anh ở nhà làm những công việc gì? Tôi không biết nữa, chỉ lo cho vợ con, lo cho con đi thôi. Có đi chợ đi búa nấu cơm nấu nước không? Thì có đi chợ búa nấu cơm nước. Có dọn dẹp nhà cửa không? Nhà cửa thì cũng không dọn nữa. Tới chủ nhật thì kêu tôi dọn lau nhà là bình thường không có chịu làm đâu. Tôi bệnh từ ngày tôi bệnh đến nay thì nhà nấu hoặc ấm thuốc cũng không nấu nữa. Là anh có thấy vợ anh quan tâm anh không? Trong thời gian này không quan tâm thôi. Rồi anh cứ mỏi tay bỏ xuống đi, để tôi hai cho mình xuống đi cho đỡ mỏi tay ha. Thời gian này thấy nó không quan tâm thôi. Anh trai có thường xuyên đi ăn nhậu ở ngoài không? Không, tôi không có nhậu, không hút thuốc nữa. Không đi nhậu, không hút thuốc. Dạ. Rồi cái người anh em của anh ấy là anh quen cơ duyên nào anh quen được người anh em kết nghĩa của anh? Tại tôi lên đây ở anh em tới lui rồi nhậu nhẹt chung đó. Rồi mấy mùa dịch người ta cấm đi tới lui đó rồi anh em xúm nhau nhậu á. Cái người anh em của anh là ở đâu? Rồi tôi anh trai tôi quen là tên Nguyễn Thanh Việt. Dạ. Quê ở Vĩnh Long. Vĩnh Long. Lúc mà qua chỗ anh đó là ở đâu? Yeah. Cái lúc mà hay qua nhà anh đó là ở đâu? Là cũng ở gần nhà tôi á, nhà ảnh tới nhà tôi, tới phòng tôi á. Cái phòng anh ở địa chỉ chỗ nào? Tôi ở là 17/51, tổ 7, khu 6, phường Linh Trung ạ. Phường Linh Trung, Thủ Đức đúng không ạ? Yeah. Dạ. Dạ, là ở đấy, cái người anh em đấy là cũng ở gần phòng cũng luôn. Cũng ở gần đó luôn, nhà ảnh thơ cũng ở gần đó luôn. Dạ, yeah. Công việc của anh ấy là cái gì? Công việc ảnh ấy là thợ cốt pha bên xây dựng á. Tức là trong bao lâu? Anh và anh ấy quen nhau được bao lâu rồi? Thôi anh nói quen nhau cũng 2 năm mấy 3 năm rồi. 2 năm mấy 3 năm. Thì đến tận giờ phút này anh có bất ngờ không về người anh em của anh không? Anh chia sẻ đi.
Rồi ra này tôi quá bất ngờ luôn, thật sự là bất ngờ. Mình tin anh ấy là thường xuyên tâm sự đó, là tôi nghĩ anh như là anh trai á, anh trai ruột của tôi á. Bữa nào anh em mình tâm sự, cứ tin tưởng anh ấy là anh trai của mình, mà cuối cùng xảy ra sự việc như vậy á. Bây giờ anh có nhớ con hay không? Nhớ, đêm nào tôi nhớ tôi cũng khóc thôi, khóc hết nước mắt luôn. Anh có lời nào muốn nói với hai đứa con của anh không? Hai đứa con với ba ấy, nhớ ba, thương ba, thì giờ với ba nhớ con nhiều lắm. Thưa quý cô chú anh chị, bà con cô bác, cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước, vừa rồi là một câu chuyện của anh trai quê ở An Giang lên nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm vợ. Và như anh đã chia sẻ thì anh khả nghi là cái người anh em kích nghĩa đó đã dẫn vợ con anh đi. Và trước khi vợ con anh đi thì có mang theo một chiếc xe SH cùng với số tiền là hơn 400 triệu như anh đã chia sẻ. Thì thật sự một câu chuyện này thật sự rất là buồn luôn, thưa quý cô chú anh chị. Cái thời gian vừa rồi thì cũng có rất là nhiều cặp vợ chồng tan nhà nát cửa cùng vì bạn thân, cùng vì người anh em. Đây là một cái video mà em muốn quay, muốn truyền đạt tới tất cả quý vị xem, để quý vị cũng như quý cô chú anh chị xem và đề cao cảnh giác trong cuộc sống. Chơi với bạn không nên là thứ nhất là cướp vào bạn, thứ hai là đừng bao giờ tin tưởng bạn thân quá mức, và cũng đừng bao giờ dẫn bạn thân về nhà ngủ lại, cũng giống như là ăn nhậu thường xuyên. Thì anh trai, thì cái vụ việc của anh ấy thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đã tiếp nhận và sẽ cố gắng để tìm kiếm vợ về cho anh. Anh trai ơi, cho em xin phép được hỏi là cái vụ việc của anh có trình báo cơ quan chức năng công an chưa ạ? Có trình báo với công an khu vực rồi. Có trình báo rồi đúng không ạ? Dạ. Dạ. Thì một lần nữa thì anh trai có lời nào muốn nói với vợ anh một lần nữa không? Em ơi, hãy sống, vẫn là còn lại hãy sống tốt đi. Có chồng khác thì hãy giữ gìn hạnh phúc của mình, đừng có đi nữa nha. Anh có hối hận vì suốt cái thời gian mà anh đã chung sống và tin tưởng vợ anh không? Tôi có hối hận thiệt, nhưng mà vì con tôi sẽ không hối hận nữa. Tại vì tôi đã lo cho vợ cho con là đúng trách nhiệm của người đàn ông rồi. Đúng với một trách nhiệm của người chồng và đúng trách nhiệm với của một người cha, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Và bây giờ giả sử vợ anh về, và xin lỗi anh, thì anh có chấp nhận sự xin lỗi đó không? Và có đồng ý cho vợ anh ở lại không? Không, không chấp nhận nữa. Tại sao? Tại vì là tình cảm tôi dành cho vợ con tôi hết, mà vợ tôi nó không nhận, không đồng ý, thì bây giờ tôi không đồng ý lại, không chấp nhận lại. Nhưng mà nếu mà người ta thường nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, nếu như giả sử như vợ anh nhận ra cái sự sai trái và thức tỉnh để quay trở lại, gọi là quay đầu là bờ để về chung sống với anh, thì anh cũng phải mở rộng cái lòng ra để anh tha thứ chứ. Tôi có tha thứ, nhưng mà tôi chỉ lo thôi, lo một phần nào về vật chất thôi, chứ tình cảm thì tôi không còn nữa. Tức là đến tận cái giờ phút này, yeah, là cái tình cảm của anh dành cho vợ anh là đã là hết thương cạn nhớ rồi, đúng không ạ? Gọi là tình cảm nó đã không còn nữa. Và cái điều mong muốn hôm nay là anh tới đây nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ, đó là tìm được vợ anh để làm sáng tỏ vụ việc đó, cái thứ nhất. Và cái thứ hai là anh muốn lấy lại số tiền nó dành cho con tôi trong này. Dạ. Yeah. Yeah. Thì cái sự việc này thì bên gia đình nhà vợ anh biết chưa? Đã biết rồi, mà mấy người nó cũng còn giấu tôi, biết vợ tôi đâu, tôi không giấu nữa. Là gia đình nhà vợ vẫn liên lạc với vợ, nhưng mà tôi lỡ thì giấu, không có nói. Vợ ở vũ vật rồi, tôi tính lên đây, hẹn trên đây nè. Dạ. Nhưng mà tôi đi qua bên bà chị vợ. Dạ. Bà chị vợ nói, từ lúc ông bố mất tới nay, hai chị em không có liên lạc với nhau. Dạ. Nhưng mà tôi biết hai chị em có qua lại với nhau. Là gia đình nhà vợ anh là hiện tại là đang ở đâu? Một bà chị ở đặt nhau Bù Đăng. Dạ. Còn một bà chị thứ hai ở Gia Lai. Dạ. Còn ông anh bà mẹ đó, hai mấy ông anh bà mẹ ở Phú Yên. Dạ. Là anh có, từ khi vợ anh đi giờ anh có liên lạc về với gia đình nhà vợ không? Có liên lạc với mấy ông anh này, có báo với ông anh biết rồi. Rồi tôi có ở gần cái thằng cháu vợ nó. Dạ. Tôi hay tâm sự với cháu vợ nó. Dạ. Thì câu chuyện của anh thật sự rất là buồn.
Và em nghĩ rằng là bản thân của anh bây giờ rất là thất vọng về người anh em của anh. Và không ngờ rằng chính cái người mà mình gọi là tin tưởng, xem nhau là huynh đệ, xem nhau gọi là cốt chiến hữu, mà lại làm một cái chuyện thật sự là rất là dạ không thể chấp nhận được. Thì một lần nữa anh có lời nào muốn gửi tới người bạn thân của anh một lần nữa không? Anh trai ơi, hãy sống tốt lên đi, đừng có đi dụ dỗ vợ ta người khác nữa. Tôi nhắn anh là có nuôi con tôi á, thì đừng có dạy con tôi là sau này đi lấy vợ người khác phá hạnh phúc gia đình của người khác nữa. Hãy sống tốt đi anh. Dạ, câu chuyện của anh thật sự rất là đau lòng. À, anh trai cho em xin phép đầu hỏi ha, là toàn bộ những gì anh nói vừa rồi là hoàn toàn đúng đúng không ạ? Đúng, hoặc là sự thật hết. Nếu có gì sai trái anh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chịu sai trái trước pháp luật. Và cái video này thì em xin phép anh trai là bọn em sẽ đăng tải lên tất cả các trang mạng xã hội đúng không ạ? Dạ. Anh có đồng ý không? Đồng ý. Anh một lần nữa anh có đồng ý cho bọn em đăng tải lên không? Đồng ý. Và cái video này bọn em sẽ không gỡ. Dạ. Có gì sai trái anh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật anh nhá. Dạ. Dạ rồi thì kính thưa quý cô chú anh chị và con cô bác cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước, thì vừa rồi là toàn bộ câu chuyện mà anh trai quê ở An Giang tới nhà đội sĩ người Thanh Hải tìm vợ. Thật sự thì câu chuyện rất là buồn, phải nói quá buồn. Như bản thân anh tới tận giờ phút bây giờ thì anh cũng đã hết cái tình cảm để dành cho vợ anh rồi, và anh chỉ mong sao là số tiền, cái tài sản mà vợ anh lấy đi thì sẽ được đáp trả lại cho anh. Anh có mong muốn là đáp trả 100% hay là vợ chồng chia đôi anh? Dạ, là nếu nó giữ con thì chia đôi ra, nếu nó nuôi hai đứa con thì chia đôi ra. Dạ. Còn nếu giao con cho tôi thì lại giao cho tôi hết. Dạ. Là phải giao cho anh hết à? Nếu giao con thì phải giao hết. Dạ. Anh trai có lời nào muốn gửi tới quý cô chú anh chị cộng đồng mạng không? Cảm ơn quý cô chú anh chị hãy giúp đỡ cho tôi, xin chân thành cảm ơn. Quý cô chú anh chị và con cô bác xem và nhớ chia sẻ cái video này, lan tỏa mạnh mẽ để vợ của anh có xem được video này, hoặc cái người anh em huynh đệ của anh có xem được cái video này và để thức tỉnh sớm nhận ra, để quay về vợ của anh, để quay về nói chuyện một cách đàng hoàng với anh. Như anh cũng chia sẻ, nếu vợ anh muốn chia tay với anh thì phải gọi là đối mặt, hai người đối mặt với nhau nói chuyện rõ ràng thì anh sẽ chấp nhận buông bỏ. Bởi vì đến tận giờ phút này thì như anh chia sẻ thì anh cũng đã hết thương cạn nhớ rồi, cũng không còn tình cảm gì với vợ của anh ấy nữa rồi. Thì qua cái sự việc của anh thì anh có cái lời nào muốn cảnh giác tới tất cả các quý vị cô chú không? Anh muốn có thông điệp gì anh muốn nhắn gửi không? Thưa quý vị bà con, nhất là mấy đàn ông, hãy cảnh giác, đừng có kết nghĩa anh em chí cốt. Thì nếu có nghĩa thì hãy đề phòng, và nhất là thương vợ mình phải thương, là có thương là thương, yêu là yêu, mình phải cái chừa cái đường tâm sự của mình sau này nữa. Tức là quý cô chú anh chị ơi, như quý cô chú anh cũng biết thì bây giờ thì hiện tại có rất là nhiều các cặp vợ chồng tan vỡ cũng vì bạn thân, gọi là tan nhà nát cửa cũng vì bạn thân, cũng vì anh em, cũng vì chí cốt. Nên tất cả quý cô chú anh chị, những ai mà đang thân với nhau thì mình sống với nhau bằng cái tình cái nghĩa, đừng bao giờ làm những cái chuyện mà gọi là không thể chấp nhận được như câu chuyện của anh vừa rồi nhá quý cô chú anh chị. Dạ vâng, một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn tới tất cả quý cô chú anh chị và con cô bác cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước đã xem và lắng nghe hết câu chuyện. Em cũng xin chúc cho tất cả quý cô chú anh chị và con cô bác thật nhiều sức khỏe và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Dạ anh ơi, thì vụ việc của anh thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã tiếp nhận, và em cũng chẳng biết nói gì hơn là chúc cho anh thật nhiều sức khỏe và chúc cho anh sớm gặp lại được hai đứa con của anh và vợ của anh để có một cái câu chuyện và một cái kết thúc rõ ràng anh nhá. Dạ rồi, khi mà có thông tin gì về vợ của anh thì bọn em sẽ cố gắng để liên lạc với anh nhá. Dạ rồi. Dạ rồi, chào anh nhá. Dạ.